Thưa quý vị, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế, khả năng tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn. Thực tế hiện nái đã có một số cảng trong hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải đã đón tàu siêu trọng lên đến 200.000 tấn, đi thẳng đến Mỹ và các nước châu Âu không qua trung chuyển. Tuy nhiên, về mặt tổng thể, để hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải trở thành cụm cảng trung chuyển quốc tế thì vẫn còn nhiều vấn đề cần được tháo gỡ. Theo quy hoạch, hệ thống cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu thuộc nhóm cảng biển đặc biệt. Cùng với cảng biển Hải Phòng, cụm cảng Cái Mép Thị Vải của Bà Rịa Vũng Tàu đã tạo thành hai cực quan trọng về phát triển cảng biển của Việt Nam. Với những lợi thế rất lớn, như vừa có điều kiện tự nhiên phát triển cảng, vừa có hậu phương cảng lớn. Thời gian qua, từ hai cụm cảng biển này đã hình thành hành lang kinh tế quan trọng kết nối các trung tâm kinh tế quan trọng nhất của cả nước là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối quốc tế với Trung Quốc, Campuchia. Đặc biệt với chức năng cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế có bến container tổng hợp hàng rời, hàng lỏng khí. Cái Mép Thị Vải là một trong 23 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 250.000 tấn, thuộc nhóm 50 cảng biển có sản lượng khai thác container cao nhất thế giới. Mỗi năm đóng góp cho ngân sách trung ương hơn 20.000 tỷ đồng thuế xuất nhập khẩu. Riêng năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tổng sản lượng hàng thông qua cảng Cái Mép Thị Vải vẫn đạt 79 triệu tấn, tăng 4%, trong đó hàng container bằng tàu biển tăng 16,8%. Nếu nhìn về góc độ cảng Cái Mép Thị Vải là cảng cửa ngõ cho nền kinh tế trọng điểm phía Nam, thì chúng tôi đánh giá rằng là Cái Mép Thị Vải đã phát triển hoàn toàn tương xứng với vai trò là cảng cửa ngõ mang tính trung chuyển quốc tế, thể hiện qua việc số lượng tàu mẻ ghé Cái Mép Thị Vải, số lượng và số thể hiện bằng cái lượng hàng tăng trưởng qua các năm, và biến Cái Mép thành một cái cảng bận rộn với tàu mẹ dạng nhất ở châu Á. Chúng tôi cho rằng là với cụm cảng Cái Mép Thị Vải đã phát triển đúng với cái tiềm năng. Cái khu vực Cái Mép Thị Vải này đó là một cái ưu đãi của thiên nhiên và phải được đánh giá rằng nó là một tài nguyên vô giá của quốc gia. Và cái việc chúng ta khai thác cái này nó hiệu quả, đồng bộ thì nó sẽ đưa cái cụm cảng Cái Mép Thị Vải này là một trong những cụm cảng container lớn trên thế giới. Bởi vì hiện tại bây giờ về mặt kỹ thuật là có thể đón được những cái tàu lớn nhất thế giới hiện tại và tương lai. Thưa quý vị, lợi thế tiềm năng là vậy, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, hiện nay trong hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải, không phải cảng nào cũng đủ điều kiện để trở thành cảng trung chuyển quốc tế và đủ khả năng tiếp nhận tàu mẹ vào làm hàng. Theo các doanh nghiệp cảng Bà Rịa Vũng Tàu, nguyên nhân khiến hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải chưa thể phát huy hết tiềm năng là do các cảng đang bị chia cắt, cầu cảng chưa gắn kết, hàng hóa từ tàu nhỏ chuyển sang tàu lớn, không có sự liên thông, chưa thực sự là cảng trung chuyển. Thiếu một tổ chức kiểm tra chuyên ngành tại chỗ, thiếu một hệ sinh thái logistics, thiếu một hệ thống giao thông kết nối liên vùng đa phương thức, chi phí logistics cao, thời gian thông quan kéo dài. Ngày 19 tháng 12 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Chính phủ sớm triển khai dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời cũng đề nghị Chính phủ phân công một phó thủ tướng chủ trì điều hành, thúc đẩy chuẩn bị đầu tư đường vành đai 4 kết nối Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Long An. Đề nghị sớm đầu tư dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương ủng hộ và chấp thuận trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương thí điểm cơ chế cảng mở tại cụm cảng container khu vực Cái Mép gồm 5 cảng Germalin, TCIT, SSIT, CMIT và TCIT, TCCT. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thông quan hàng hóa, cần thiết nhất là đơn giản thủ tục, giảm thời gian, chi phí thông quan. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sớm thành lập chi cục kiểm định hải quan tại khu vực cảng Cái Mép Thị Vải trong năm 2022.
Tại buổi làm việc này, lãnh đạo các bộ ngành đều nhấn mạnh lợi thế rất lớn của tỉnh để có thể phát triển đột phá, như có số lượng cảng biển lớn nhất cả nước, 24 cảng đã đưa vào hoạt động với công suất 252 triệu tấn, nằm sát đường hàng hải quốc tế và rất gần sân bay Long Thành, là giao điểm của các trục đường giao thông, có nguồn tài nguyên dầu khí, năng lượng tái tạo phong phú, tiềm năng rất lớn về du lịch cả về thiên nhiên, di sản văn hóa. Tuy nhiên, khó khăn vướng mắc lớn nhất là chưa có sự kết nối giao thông, sự gắn kết giữa các cảng trong hệ thống và năng lực hoạt động của hệ thống dịch vụ cảng, hệ thống thông quan chưa đáp ứng yêu cầu. Đối với các kiến nghị về thực hiện cơ chế cảng mở và thành lập chi cục hải quan tại cái mép thị trấn, ông Trần Văn Sơn, chủ nhiệm văn phòng chính phủ và ông Hồ Đức Phước có ý kiến. Như vậy thì cái kiến nghị của tỉnh thì trong cái quy hoạch đã có, trong quyết định đã có. Và Bộ Giao thông Vận tải cũng thống nhất với đề nghị của tỉnh. Và đồng thời tại cuộc họp ngày 15 tháng 12 năm 2021 thì các bộ và các vụ của Văn phòng Chính phủ cũng đã thống nhất và đề nghị với Thủ tướng là đồng ý với kiến nghị của tỉnh và giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và các cơ quan liên quan để nghiên cứu xây dựng cái cơ chế chính sách thí điểm cảng mở tại cụm cảng container khu vực cảng Cái Mép để trình cấp có thẩm quyền quyết định cái này trong quý 2 năm 2022. Kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ về cái vấn đề là thành lập cái chi cục hải quan của cái cảng Cái Mép Thị Vải. Thì về phía Bộ Tài chính thì ủng hộ cho thành lập ở đây thì để chúng ta tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu. Vì ở đây cái địa bàn xuất nhập khẩu báo cáo với Thủ tướng rất là tốt, chiếm ngoài có gần 10% cái kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Nếu như để thành lập nhanh ấy thì Thủ tướng cho phép thì về phía Bộ Tài chính sẽ sắp xếp cái hệ thống dần nhưng mà cho thành lập ngay trong năm 2022 và gọi là Bộ Tài chính chịu trách nhiệm sắp xếp trong bộ máy để đảm bảo theo đúng nghị quyết 18 của đảng là gọi không sinh thêm cái bộ máy vượt quá cái bộ máy hiện có. Sau khi nghe các ý kiến của lãnh đạo các bộ ngành và địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trực tiếp giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành trong việc hỗ trợ Bà Rịa Vũng Tàu tháo gỡ các khó khăn nêu trên. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho thành lập chi cục hải quan tại khu vực cảng Thị Vải Cái Mép và chỉ đạo phải hoàn thành trong năm 2022. Cái đề xuất thứ nhất là liên quan đến cái cảng, đúng không? Đấy. Mà quyết định cái này, cái cảng logistics Cái Mép hạ đây. Đây là rất là quan trọng. Cái này Bộ Giao thông Vận tải giao cho anh Thể cùng với lại tỉnh. Không phải để mình công chí mà Văn phòng Chính phủ anh Sơn, anh Thể để cùng với các ông chí nhá, làm và kiểm soát tiến độ. Đề nghị là các ông chí, tôi đề nghị là đến tháng 6 này phải trình giao cho anh Thành Phó Thủ tướng chỉ đạo cái này. Việc thứ hai là cái cơ chế cảng mở này thì giao cho Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Nhưng Bộ Giao thông Vận tải các ông chí chủ trì cho cùng với lại tỉnh lại cũng phải đề ra cái cố gắng là trong cái tháng 6 này. Cái thứ ba là cái kiểm định cái hải quan thì là chỗ này đồng chí Phước điều phối cho. Là đừng để anh em phải đi làm hàng ở đây mà lại phải chạy lên thành phố Hồ Chí Minh có cái là phải gửi ra Hà Nội. Và tôi đề nghị trong cái quý 1 này làm xong cái này đi. Với những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng sự đồng hành của các bộ ngành trung ương, hy vọng những khó khăn của cụm cảng Cái Mép Thị Vải sẽ sớm được tháo gỡ. Từ đó, Cái Mép Thị Vải có điều kiện phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của mình để sớm hoàn thành sứ mệnh là cảng trung chuyển quốc tế, cảng cửa ngõ quốc gia theo quy hoạch đã được phê duyệt. Thưa quý vị, chương trình Cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.